Cầm lấy. Quên lo cho bản thân đi. Bỏ lên, bỏ lên. Nhanh lên. Dòng lên, cẩn thận. Nhanh lên. Lo cho bản thân quên trước đi. Nhanh lên đi. Nguy hiểm quá, chúng ta rút thôi. Rút bao? Lại đây hết đi. Tỷ mập gọi là mỹ nhân. Mỹ nhân tha mạng. Không lên nào thật lòng. Cũng bản lĩnh lắm đó. Dạ Quân Linh.
là Ngọc Trường Phong. Ngọc Trường Phong vừa bắt điện soái đến cứu chúng ta rồi. Ngọc đại ca. Ngọc. Hả? Nè. Nè. Dạ Quang Linh. Tử sĩ Diêm Vương Điện, phụng lệnh Khưu Di, hậu tống các vị công chủ mau chóng rời khỏi chỗ này. Chạy mau. Đi. Chạy mau, nhanh lên. Nhanh. Cưu các chủ, ngày mau chạy trước đi. Phu nhân, Cơ Sát Cát thì chết không lui. Giang Bộ đâu? Giang Bộ đâu? Thẩm Mao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này rất phức tạp, một lời không thể nói hết. Ta chỉ có thể nói cho người biết, ta không phải là người xấu. Ta không còn biết ngươi là người tốt hay người xấu. Chuyện tới nước này, ngươi phải nói cho rõ. Ngọc Trường Phong, bây giờ quan trọng nhất là tính mạng của Dạng Bộ Đầu, không được có chút sai sót nào. Mà hộ tống Dạng Bộ Đầu về thành chữa trị trước đi. Dạ, tướng quân. Tướng quân, tướng quân, tướng quân cứu ta với. Phía trước có mai phục. Không cần để ý, cùng đi với ta, ngươi sẽ được an toàn. Vậy ngươi đi trước dẫn đường đi. Đi. Tướng quân bên này. Cựu các chủ, lùi xuống đi. Phu nhân, dừng tay lại đi. Tướng công, chuyện đã đến nước này, thiếp làm sao dừng tay được đây? Năm đó, thiếp từ phương Bắc gã đến Nam Triều, trong ngày thành thân, chỉ có chàng vắng mặt. Tất cả mọi người đều đợi một mình chàng từ chiến trường trở về. Quãng thời gian đó, đích thân chàng thống lĩnh kỵ binh sông rủi ngược xuôi. Cho đến bây giờ thiếp vẫn còn nhớ vị tướng quân thần thái sung mãn từ xa trường trở về. Phu nhân, đã là phu thê nhiều năm, chàng bảo vệ giang sơn vì bá tánh xem trọng hơn cả tính mạng, nhưng triều đình lại phủ tấm lòng sắt son của chàng. Nếu tiền cứu trợ không bị mất cấp, lẽ ra chàng phải ở kinh thành là một danh tướng thiên cổ lưu danh, quy chân bốn biển, được người người kính trọng. Nhưng mà chàng một lòng trấn thủ phương Bắc, chống trả giặc ngoài, còn thiếp